Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hồ Eboli. Các bạn thân mến, thì có một yêu cầu là thầy ơi, thầy hướng dẫn giúp em cái phần mà cập nhật lượt xem của một sản phẩm hay là một tin tức đó thì như thế nào. Thì trước khi hướng dẫn các bạn làm thì các bạn phải biết được cái quy trình của dữ liệu nó đi. Ví dụ như các bạn đang ở một cái sản phẩm ha, mà các bạn muốn vào xem chi tiết thì các bạn click vào sản phẩm đó, thì đương nhiên lúc đó thì ngay tại trang chi tiết sản phẩm đó chúng ta có thể lấy được cái ID của một cái sản phẩm đó ha. Thì bằng với cái lệnh là get, tức là lúc này mình sẽ truyền một cái ID trên đường dẫn ha, mà mình lấy về là get. Rồi từ đó thì trước khi mà mình lấy cái thông tin chi tiết của một sản phẩm ra thì mình phải update cái lượt xem lên một bằng câu lệnh update như thế này. Đấy, còn ví dụ như cái việc mình làm việc với database như thế nào thì do mình ha, mình làm cái nào là mình thuần thục cái đó. Ví dụ mình có thể chọn là MySQL hoặc là mình chọn là BDO để mình kết nối cơ sở dữ liệu, để mình hiển thị, để mình lấy dữ liệu, để mình tương tác dữ liệu, ví dụ như vậy. Còn tùy theo các bạn, nếu các bạn đang lựa chọn theo cái lập trình mô hình gì thì cái việc sắp xếp code này nó nằm ở vị trí nào thì tùy các bạn, và nên mỗi một cái chức năng, mỗi một cái thao tác các bạn nên viết một cái function ha, hoặc là function đó thuộc về một cái class nào đó, hoặc là function đó chỉ là một function mà thôi, đều được hết nha. Rồi các bạn muốn xem chi tiết như thế nào thì mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn ngay sau đây. Và cũng cái nickname đó thì yêu cầu là thầy ơi em viết theo cái dạng là MySQL, thì ok, mời các bạn theo dõi cái phần viết kết nối cơ sở liệu MySQL ra sao ha. Rồi mời các bạn. Rồi bây giờ sau khi mình đã phân tích được cái đường đi dữ liệu rồi thì bây giờ bắt tay vô mình làm thôi. Thì bây giờ ở đây các bạn, mình có một cái câu lệnh update và một câu lệnh select thôi, thì mình có thể làm trực tiếp trên một cái file sản phẩm mình đang xem luôn cũng được ha, chả sao. Cho nên tùy theo cái mô hình của các bạn lập trình thì các bạn viết theo cách của các bạn ha. Rồi bây giờ để mà select dữ liệu và để update dữ liệu theo MySQL thì nó như thế nào, thì các bạn có thể lên WSQL để chúng ta search một cái câu lệnh MySQL. Ví dụ như là tôi muốn select thì tôi ghi là select ha, select BHP, ví dụ vậy. Còn MySQL hay là BDO thì tùy, một lát các bạn tự quyết định. Rồi ví dụ tôi click vô chỗ này, rồi thì ngay chân chỗ này luôn các bạn, thì ở đây cái hệ thống sẽ cho mình hai cái sự lựa chọn, một cái là mình viết theo cái MySQL và một cái mình sẽ viết theo cái BDO. Đấy thì bây giờ mình chọn cái nào cũng được. Ví dụ như là tôi muốn là kết nối database và số dữ liệu với cái phương thức là MySQL thì tôi chỉ cần copy cái đoạn code này thôi. Đấy nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa vô cái trang sản phẩm của mình đó, thì đây là cái vị trí mà connect và lấy dữ liệu nè. Còn trước đó thì sao các bạn, nếu đây là một sản phẩm chi tiết thì sao các bạn, mình phải lấy được cái ID về đó. Thì để lấy được ID về thì các bạn phải là if, tức là các bạn phải kiểm tra coi nó có tồn tại không đó, nó là ai, là cái ID truyền từ cái trình duyệt, tức là bằng phương thức get để mình kiểm tra luôn. Nếu mà cái ID này nó có tồn tại thì chúng ta mới lấy được cái giá trị ID về đó, ví dụ như vậy. Còn không thì thôi không lấy đó. Thì cái này nó sẽ bằng gì các bạn, nó sẽ bằng cái get này nè đó ha. Rồi ngược lại thì sao các bạn, ngược lại thì cái ID này mình sẽ cho nó bằng không đó. Thì trước mắt thì chúng ta phải có cái ID trước cái đã, để biết là đang load cái sản phẩm, đang load thông tin đó theo cái sản phẩm nào ha. Rồi tiếp theo, thì chúng ta sẽ là lấy cái ID này để chúng ta lọc dữ liệu theo nó. Rồi bây giờ chúng ta lọc dữ liệu trước ha. Thì đây là cái server, đây là username, đây là password, đây là một cái database. Thì database tôi có sẵn là chữ hộp. Rồi nếu mà cái này là SAM thì cái này là gì các bạn, root ha. Rồi cái này là gì các bạn, rỗng luôn ha. Rồi ok, thì bây giờ nó đã kết nối cơ sở liệu được nè, với phương thức MySQL nè. Rồi bây giờ đây là thực thi nè, lấy nè ha. Ví dụ mình lấy tất cả thì là sao các bạn, mình select sao đó. Rồi from, from tự gì các bạn, từ cái bảng mà mình muốn lấy dữ liệu ra đó. Đó rồi where ha các bạn ha, where đó, thì where id bằng với id. Đấy, cái id này là cái id mình vừa lấy về ở trên nè, ở hàng số 4 đó nha. Rồi đây là nó cho mình kết quả, và đây là kiểm tra, nếu mà kết quả này là lớn hơn không thì bắt đầu mình while, tức là mình sẽ đọc cái mảng nó ra
với cái kiểu đọc từng cái thuộc tính là raw ID cái gì đó chẳng hạn ha. Thì ví dụ như là dữ liệu của mình là nó show trong một cái HTML, thì HTML đó nó có dạng như thế này. Đây. Đó, nguyên một cái sản phẩm nó ra được như thế này. Thì mình cần trên C, mình đem lên đây mình kết nối dữ liệu và đưa dữ liệu ra mà thôi ha. Còn cái này là không có kết quả, cái này là đóng lại ha. Cái này đóng kết nối. Khi các bạn mới bắt đầu học thì mỗi dòng lệnh các bạn nên comment để các bạn nhớ. Rồi nếu mà lớn không thì bắt đầu đọc ra. Thì bây giờ tôi sẽ đóng cái này lại các bạn. Đó. Và tôi echo với cái HTML mình vừa copy. Đó. Thì HTML này là thường thường nó có những dấu nháy đôi, cho nên khi mình echo mình cẩn thận mình echo dấu nháy đơn là được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế cái giá trị ngay chỗ nào thôi. Ví dụ như ID thì tôi sẽ thay thế ngay cái ID. Và cái này tôi không có ID mà tôi có name thôi ha. Thì tôi thay thế vô cái chỗ name này nè các bạn. Đó, thì nháy đơn chấm chấm thì mình đưa cái name này vô đây. Thì hình như là chỗ này là tên sản phẩm hay sao. Rồi, mình coi lại cái database cho chắc ăn ha. Rồi, cấu trúc nè. Sản phẩm nè ha. Rồi, tên sản phẩm ha. Giá sản phẩm ha. Rồi, tên sản phẩm đúng rồi các bạn. Rồi, copy nguyên cái này các bạn bá xuống ngay chỗ này. Hình. Rồi, cái này mình không cần hình đâu. Mình để là mô tả chẳng hạn. Đó. Thì tại vì trong đây mình có sẵn cái mô tả đó các bạn ha. Thì mình để mô tả. Rồi, ok. Sau đó là lượt xem. Sau đó là giá ha. Rồi, ok. Lượt xem. Rồi. Bây giờ tiếp tục là cuối cùng là giá. Rồi, mình chỉ cần copy thôi, đâu có làm gì khó đâu ha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình kiểm tra thử coi cái việc show dữ liệu lên như thế này ok chưa. Ok xong thì mình mới bắt đầu mình tiến hành việc là update sản phẩm trước khi mình show nha các bạn ha. Rồi, ok, tôi sẽ thử nè. Số 1 nè. Rồi, ok. Nó báo lỗi là cái giá này không có nha. Đây. Volume hàng số 40 ha. Cái này không có trong cái giá. Nghĩa là cái database của mình đâu phải là tên giá đâu, mà là giá sản phẩm nha. Rồi mình để là giá sản phẩm. Rồi, mình tiếp tục. Mình tiếp tục ha. Rồi. Đấy, nó ra dữ liệu đầy đủ cho mình nè ha. Nhưng mà cái là mình chưa có show ra ở dưới này thôi. Đấy, vì thế cho nên ngay chỗ này nè, mình không nên echo mà mình cho mà mình làm một cái chuỗi kết quả. Ví dụ như kết quả bằng rỗng. Rồi, ok. Thì khi mỗi lần vòng lặp như thế này thì mình sẽ cho là kết quả chấm bằng, tức là mình nối chuỗi vô cái kết quả. Và cuối cùng cái kết quả này mình echo đâu các bạn? Mình echo suốt tuốt cái dưới này nè các bạn. Ngay trong cái chỗ này nè. Ngay chỗ mình cần show dữ liệu nè. Đó, thì mình show ra đây. Đó, mình echo kết quả. Đấy ha. Echo kết quả. Đây, echo cái này ra. Rồi, các bạn F5 ha. Đó, dữ liệu rất là đầy đủ ha. Lượt xem bằng 1 ha. Rồi, bây giờ trước khi mà mình show dữ liệu ra ha. Show dữ liệu là chỗ này nè các bạn. Ê, chỗ này là show dữ liệu ha. Chỗ này là lấy dữ liệu từ database. Lấy data. Lấy thông tin sản phẩm từ database. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần thêm một cái thao tác ở trên đây nữa là gì các bạn? Cập nhật số lượng, cập nhật lượt xem. À, cập nhật lượt xem bằng lệnh gì mà nãy tôi hướng dẫn rồi ha, update nha các bạn ha. Thì để thực thi một cái câu lệnh SQL thì mình phải viết được một câu lệnh SQL rồi sau đó mình thực thi. Ha. Rồi, bây giờ để update được một cái câu lệnh SQL thì chúng ta có thể là chúng ta search lại coi câu lệnh có khác với câu lệnh select hay không ha. Thì mình ghi là update ha. SQL biết bi. Đó. Đây là những từ khóa. Rồi. SQL update nè các bạn. Các bạn lên chỗ đây. Rồi, cũng như cái select thì cái phần update này cái hệ thống cũng cho mình hai cái lựa chọn, một cái là update theo dạng là MySQL và một cái update theo dạng là BDO. Và bây giờ mình sẽ chọn cái cách là MySQL, tại mình viết từ đầu tới giờ là MySQL. Thì các bạn coi cái code nè, thì phần này phải kết nối mình đã có rồi nè ha. Mình chỉ cần thay đổi cái SQL này thôi. Đó. À, thay đổi SQL này thôi. Và mình thực thi nó bằng câu lệnh này. Đó. Ha, đây. Đó. Câu lệnh này nó trả về đúng nếu nó thực thi thành công. Ngược lại thì nó thực thi, nó show lỗi ra cho mình.
Đó, thì mình có thể copy nguyên cái đoạn này. Đấy ha. Rồi mình đưa qua bên cái code của mình, ngay cái chỗ mà cập nhật lượt xem nè. Đấy, thì bây giờ sao các bạn? Mình chỉ cần sửa lại cái câu SQL của mình thôi ha. SQL nè, update gì các bạn? Update sản phẩm ha, set cái gì? Set lượt xem nha. Lượt xem bằng lượt xem cộng 1. Ghi trực tiếp gì luôn các bạn? Lượt xem cộng 1. Where? Where ID bằng gì các bạn? Bằng chấm đô la ID. Thì chấm đô la ID này là cái ID mình lấy về từ cái trình duyệt này các bạn. Khúc trên đây nè, mình có rồi nè. Đó, thì đây là cập nhật lượt xem. Đó ha. Đó, cập nhật lượt xem. Ok, bây giờ cái phần này mình không cho echo, mình có thể đóng lại luôn. Đó, ví dụ vậy. Ok không? Rồi, mình coi thử coi lần này mình F5 coi cái lượt xem lên 2 hay không ha. Nếu nó lên 2 thì nó đúng. Rồi, ok, mời các bạn theo dõi. F5 lên 2, F5 lên 3, 4, 5. Đó, tức là miễn người ta vô người ta coi thì nó cộng 1, vô coi là cộng 1 ha. Rồi, nghĩa là khi phân tích về sơ đồ nha, thì mình biết là trước khi show dữ liệu lên thì mình phải gọi cái phần là update cái lượt xem ha. Và để làm update và show được dữ liệu thì đương nhiên là mình phải lấy được cái ID nào đang xem. Thì ID nào đang xem thì mình phải truyền cái giá trị đó trên cái đường trên cái thanh địa chỉ. Đây. Thí dụ như là ở trang chủ mà mình muốn xem cái sản phẩm này là mã 1 thì đương nhiên ha, đương nhiên là cái đuôi của mình là ID bằng 1 và mình dựa vào đó để mình lấy dữ liệu lên và mình cập nhật lượt xem ở trên đó. Nha. Rồi các bạn coi lại cái đoạn code ha. Vị trí đầu lúc nào cũng là kết nối cơ sở dữ liệu ha. Sau đó mình muốn làm gì làm. Và mình nên cập nhật lượt xem trước khi mình lấy dữ liệu ra để mình show. Và cái cách viết code, cái cách tổ chức code như thế nào là tùy các bạn ha. Các bạn có thể tổ chức theo MVC, các bạn có thể tổ chức theo cái dạng là function cho nó dễ. Quan trọng là mình hiểu cái cách mình làm là ok. Rồi ha. Rồi chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Các bạn cứ comment ha, gọi thầy thì hướng dẫn. Rồi chào các bạn. Chúc các bạn thành công.